Kim Tae Hee lần đầu để lộ chuyện bị tát liên tục đầy đau đớn sau thông báo vỡ nợ cùng Biren. Mới đây trong một chương trình, nữ diễn viên Kim Tae Hee đã xuất hiện trên MMTG và tiết lộ về quá khứ của mình, bao gồm cả một cái tát đau điếng. MC JJ không thể phỏng vấn Kim Tae Hee mà không nhắc đến vai diễn Han Yuri nổi tiếng của cô trong Nấc thang lên thiên đường năm 2003. Cô đã đóng vai phản diện xuất sắc đến mức khiến người xem đứng ngồi không yên. Một trong những phân cảnh gây tò mò nhất cho khán giả là cái tát giữa Han Tae-hwa do nam diễn viên Shin Hyun-jun thủ vai và Han Yuri. Cái tát dã man đến mức JJ đã đề cập đến một bài báo từ tháng 2 năm 2023. Trong đó Shin Hyun-jun chia sẻ, tôi đã tát Kim Tae-hee rất mạnh, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc. Lúc này nam diễn viên cảm thấy hối hận vì đã dùng quá nhiều lực vào cái tát. Kim Tae-hee cũng thừa nhận cảm xúc của mình, anh ấy phải cảm thấy rất tệ, nữ diễn viên nói. Cũng rất may, nữ diễn viên không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào về cảnh quay, nên Shin Hyun-jun cuối cùng vẫn có thể bỏ qua những cảm xúc dằn vặt đó. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5, tờ An K-pop đưa tin hai ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc Biren và Kim Tae-hee đang trả khoảng 3,5 tỷ đồng hàng tháng vì không thể bán được nhà. Trước đó, cặp đôi mua tòa nhà ở quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2021 với giá 92 tỷ won, khoảng hơn 1.600 tỷ đồng. Một năm sau, cả hai giao bán tòa nhà với mức giá 140 tỷ won, gần 2.500 tỷ đồng. Theo các chuyên gia bất động sản, mặc dù tòa nhà này có vị trí đắc địa ở Seoul, nhưng mức giá giao bán 140 tỷ đồng là không phù hợp. Hiện tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà chưa có khách thuê, do đó mỗi tháng cặp đôi mất khoảng 200 triệu won, khoảng 3,5 tỷ đồng tiền vay lãi để mua căn nhà thời điểm đó. Trước những đồn đoán trên, hiện cả hai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Kim Tae Hee và Biren kết hôn năm 2017 và có với nhau hai con gái. Cặp đôi quyền lực làng giải trí khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu có, hạnh phúc và viên mãn. Biren sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí khi mới 16 tuổi với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Fan Club nhưng không thành công. Đến năm 2002, anh trở lại làng nhạc bằng album solo đầu tay Bad Guy và từng bước chạm đến đỉnh cao với loạt hit How to Avoid the Sun, It's Raining, Renim, Love Song, Hip Song, La Song, Gang cùng loạt chuyến lưu diễn quốc tế. Kim Tae Hee được mệnh danh là nữ thần tại Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp hoàn hảo, học thức cao, gia thế tốt và cuộc sống không có scandal. Vì thế khi Biren kết hôn với Kim Tae Hee, anh có biệt danh là tên trộm quốc dân. Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Tae Hee hiện sở hữu khối tài sản khoảng 16 triệu USD, trong khi chồng cô Biren nắm trong tay khoảng 55 triệu USD và trở thành một trong những người giàu nhất Hàn Quốc. Theo Seowon Space, cùng ca sĩ PSY Siwon của nhóm Super Junior và một số nghệ sĩ Hàn Quốc khác, Biren nằm trong danh sách nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu hơn 50 triệu USD. Biren và Kim Tae Hee chính thức kết hôn vào năm 2017. Họ đã có với nhau hai con gái chung. Sau khi lập gia đình, Kim Tae Hee ít đóng phim và dành thời gian cho tổ ấm nhỏ. Trong khi đó, chồng cô vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Sắp tới, Kim Tae Hee sẽ trở lại màn ảnh nhỏ sau gần 3 năm nghỉ ngơi. Cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình kinh dị mang tên Lies Hidden in My Garden, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Dự án có sự tham gia của Kim Tae Hee và Lim Ji-yeon, hai nghệ sĩ bảo vai hai người phụ nữ có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, một mùi hương đáng ngờ ở sân sau khu nhà của họ khiến hai người phụ nữ có cơ hội xích lại gần nhau. Trong phim, Kim Tae Hee trong vai Joran, một bà nội trợ dường như có một cuộc sống hoàn hảo nhưng lại có nét mặt căng thẳng và lo lắng. Joran sống trong một ngôi nhà đẹp với một người chồng và đứa con trai mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Nhưng cả thế giới của Joran bị thay đổi khi cô nhận thấy một mùi hôi thối kỳ lạ bốc lên từ ngôi nhà hoàn hảo của mình.